Bản tin trưa ống kính chiều thứ Bảy 12 tháng 12. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin cập nhật tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước. Trước tiên là một ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, nhiều vật liệu nổ đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thu gom từ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh và đưa về trường bắn Tam Phước thuộc huyện Long Điền. Những vật liệu này tiếp tục được phân loại vận chuyển về trường bắn quốc gia khu vực 3 ở Đồng Nai để tiêu hủy. Nhiều vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh đã được Đại đội Công binh 46 Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tìm kiếm thu gom ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh suốt năm 2020 và đưa về trường bắn Tam Phước lưu giữ. Trong số này, hơn 5,5 tấn vật liệu được phân loại để đưa về trường bắn quốc gia khu vực 3 ở tỉnh Đồng Nai tiêu hủy, gồm 6 quả bom, 311 đầu đạn, 8 quả mìn, 18 lựu đạn, 37 quả đạn cối, 81 cối 82. Đặc biệt, có những quả bom phá nặng 300kg được thu gom trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Chuyển sang ghi nhận ở tỉnh Bình Dương. Chỉ vì máy ATM trả thiếu tiền, một nam công nhân đã dùng búa đập phá luôn máy ATM này. Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nam công nhân để làm rõ vụ việc. Theo lời khai của nam công nhân với lực lượng chức năng, người này đến điểm ATM ngay trước phòng giao dịch của ngân hàng Sacombank nằm trên đường DT741, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để rút tiền. Qua 5 lần bấm rút số tiền 11 triệu đồng mà ATM chỉ trả có 5 triệu đồng. Trong khi đó, tài khoản của người này vẫn bị trừ hết 11 triệu đồng. Gọi điện cho tổng đài của ngân hàng khiếu nại, phía ngân hàng trả lời sẽ giải quyết trong 45 ngày. Thế nhưng trong lúc đi làm về có nhậu với bạn lại đang bực tức nên nam công nhân đã lấy búa đến trụ ATM, đập bể máy ATM. Thưa quý vị, đánh bạc ở đám tang, dù có là giải khuây đi nữa vẫn là vi phạm pháp luật. Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Tây Ninh đã vây bắt 45 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu trong một đám tang ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành. Tang vật mà lực lượng chức năng thu giữ trong vụ đánh bạc ở đám tang tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh gồm gần 300 triệu đồng, 2 xe ô tô, 18 xe mô tô, 40 điện thoại di động, 6 bộ chén dĩa lắc tài xỉu cùng nhiều tang vật liên quan. Cơ quan công an xác định, tụ điểm đánh bạc do đối tượng Đào Quốc Huy, ngụ tại xã Trí Bình, huyện Châu Thành đứng ra tổ chức và hai đối tượng Lê Anh Triều, Nguyễn Hà Hoài Phong cùng ngụ huyện Châu Thành đứng ra làm cái. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã ra quyết định tạm giữ phương tiện hàng hóa và đưa tàu sao đỏ TB02 về khu vực Bến Gót, thành phố Hải Phòng để điều tra xử lý vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản. Lực lượng tuần tra cảnh sát biển đã phát hiện trên tàu sao đỏ TB02 có khoảng 1.000 mét khối cát, nhưng chủ tàu không xuất trình được giấy tờ liên quan đến khai thác cát, không xuất trình được hồ sơ phương tiện và chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ. Chủ tàu khai nhận đây là loại cát san lấp được khai thác trái phép ở cửa sông Thái Bình và khi tàu đang hút cát thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Thưa quý vị, phóng nhanh vượt ẩu không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn cho những người tham gia giao thông xung quanh. Mới đây tại tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông do vượt ẩu. Rất may nhờ sự phản ứng kịp thời của tài xế mà vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, một chiếc ô tô khách cố tình vượt một container lưu thông cùng chiều. Đúng lúc đó, xe đầu kéo chạy hướng ngược chiều lao tới. Giật mình, tài xế ô tô khách phanh gấp khiến chiếc xe xoay ngang giữa đường. Để không đâm trúng ô tô khách, xe đầu kéo đã đánh lái sang bên đường khiến chiếc xe đâm vào cây xanh và biển báo trước khi dừng lại. May mắn hàng chục người trên ô tô khách không gặp chấn thương. Tại hiện trường, xe đầu kéo bị hư hỏng nặng. Một thông tin hữu ích và quan trọng đối với những ai đang có kế hoạch di chuyển bằng đường hàng không. Thưa quý vị, nhận định về nguy cơ cao về lây nhiễm dịch COVID-19 khi dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán sắp đến, nhu cầu vận tải hành khách bằng đường hàng không ngày càng gia tăng. Cục Hàng không vừa ban hành quy định yêu cầu hành khách đeo khẩu trang suốt chuyến bay. Cục Hàng không cho biết thời gian tới nhu cầu đi lại tăng mạnh,
tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không phải nhắc nhở hành khách tuân thủ nghiêm mọi biện pháp phòng dịch trước khi lên máy bay và trong suốt chuyến bay, thông báo công khai các quy định xử lý vi phạm. Hành khách không chấp hành vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không với mức phạt tối đa 3 triệu đồng và có thể bị cấm lên máy bay. Khi có khách vi phạm, các hãng hàng không cần phối hợp với cảng vụ hàng không liên quan để kịp thời xử lý. Đến đây, bản tin trưa ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện xin được khép lại. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn. Chúng tôi cũng rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trưa ống kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.